Với bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ, thấm thoát đã 17 năm. Khóa học sinh 1999-2003, ngày xưa mới có dịp gặp lại đông đủ các thầy cô giáo tình yêu cùng các bạn học sinh thân mến tuổi nào. Lời đầu tiên, thay mặt cho toàn thể gần 130 bạn học sinh khóa 1999-2003, em xin gửi tới các thầy cô giáo lời sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc nhất. Trong niềm vui hội ngày hôm nay, chúng em xin kính chúc các thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn. Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa các bạn, kể từ ngày hóa học chúng ta đã chia tay các thầy cô giáo, bạn bè dưới mái trường thân yêu, nay đã trải qua 17 năm và cùng gần thời gian qua, mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời với bao suy nghĩ lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ và đáng quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu này. Mỗi năm đến hè, khi cánh phượng hồng rực cháy, những hình ảnh như kỷ niệm áo trắng ngày xưa, bất chợt đó chúng ta mong muốn trở lại mái trường thân yêu để một lần được gặp lại các thầy cô giáo thân yêu và các bạn. Hôm nay về đây, các bạn cựu học sinh khóa 1999-2003, chúng em mong muốn được về với các cô, các thầy, muốn nói rất là nhiều lời nói, nhưng cuối cùng chúng em muốn nói lời cảm ơn sâu sắc và muốn tri ân thầy cô giáo. Hôm nay về với ngày lễ, chúng em đã có kế hoạch và chương trình, và hôm nay về trường thì mong muốn của khóa là xin phép ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo và các bạn xin phép để được tổ chức kỷ niệm 17 năm. Và nay khóa về thì có
bó hoa tươi thắm và một món quà cho ban giám hiệu nhà trường, đó là những chiếc ghế màu xanh. Và xanh ở đây là xanh của tuổi học trò, xanh của những cái cây bàng thân quen. Xin kính mời ban giám hiệu nhà trường và công đoàn. Kính mời thầy giáo Phan Văn Tuấn, hiệu trưởng nhà trường đại diện tất cả các em học sinh trong không khí những ngày hè hôm nay là những ngày hè mà cách đây 17 năm các em cũng đã chia tay trong những không khí này, và hôm nay các em trở về trường đó là một cái niềm hạnh phúc lớn cho nhà trường và cũng là món quà quý giá đối với đội ngũ giáo viên đã từng dạy dỗ các em. Và thay mặt nhà trường xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các em trong cái ngày hội trường hôm nay. Sau 17 năm chia tay thì tất cả các em hiện nay thì thầy được biết là đã có cái những cái điều kiện trong xã hội, công việc ổn định và phần lớn đã yên về gia thất, và ngoài xã hội thì các em xứng đáng là những người anh người chị. Tuy nhiên đến với mái trường với cái tình cảm thân thương, nhà trường muốn bao giờ cũng muốn gọi các em là những em học sinh cũ, và các em đồng ý không ạ? Thưa các em, thì trong tình hình nhà trường thì 67 năm có nhiều cái thay đổi, từ chỗ nhập về trường Kinh Tân, sau đó tách, sau đó nhập bây giờ là trường tiểu học và trung học cơ sở Kỳ Hóa. Thì hiện bây giờ trường Kỳ Hóa thì có 891 em học sinh và đội ngũ là có 57 giáo viên, có 4 điểm trường, là một trong những ngôi trường có đặc thù khó khăn nhất của thị xã Nghệ An và nói chung của huyện Nghệ An, chứ có cái chỗ nào có bốn điểm trường cả. Tuy nhiên trong những năm qua thì nhà trường tiếp tục phát triển và được cả cấp ngành đánh giá cao, và cũng có nối tiếp cái thế hệ các em thì cũng có nhiều thế hệ học sinh là đạt được thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Còn đối với đội ngũ giáo viên thì có thầy cô thì đã nghỉ hưu, có thầy cô thì đang công tác, tuy nhiên tất cả đều rất là phấn khởi, tự hào và nhiệt tình công tác, và đặc biệt là bao giờ cũng nghĩ đến các em, đến những học sinh cũng đã từng học và từng được các thầy cô chăm sóc nuôi dạy dỗ, và đến hôm nay thì các em đã trở về với các thầy cô giáo để có một cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa như ngày hôm nay. Còn về phía nhà trường thì cũng mong rằng có nhiều những lứa học trò đã đi thành đạt rồi quay trở về trường, và với những lời tri ân như người em mà trưởng ban tổ chức lúc này vừa nói, thì cũng thay mặt nhà trường để xin cảm ơn cái tình cảm chân tình của tất cả là các em trong cái buổi gặp mặt hôm nay, đồng thời cảm ơn những món quà mà các em đã gửi tặng nhà trường trong buổi hội báo hôm nay. Một lần nữa xin chúc tất cả quý vị và đặc biệt là chúc các em luôn luôn hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống và có những tiến bộ vượt bậc trong cuộc sống hôm nay. Chúng ta cảm ơn. Xin thay mặt cho khóa 9923 của học sinh của trường cấp 2 Kỳ Hoa luôn lắng nghe và cảm ơn sự chia sẻ và dạy dỗ có những cái lời căn dặn của thầy Phan Văn Tuấn, và cùng đại diện cho các cô thầy giáo chủ nhiệm cũ và các cô thầy giáo bộ môn đã từng dạy khóa 9923 cho phép em thay mặt khóa gửi tới các thầy cô giáo lời sức khỏe, lời tri ân sâu sắc nhất. Xin kính chào tất cả các thầy cô giáo và các học sinh khóa 9923. Và nhân tiện đấy thì cũng xin giới thiệu với hội trường là có thầy Trần Đức Hiếu Nguyên là hiệu trưởng cũ của trường Trung học cơ sở Minh Hòa đã về tham dự của chúng ta, đề nghị chúng ta nhận được một cái tổng thể hội khóa của khóa học sinh năm học 1999-2003 thì bản thân tôi rất là xúc động và tự hào, bởi vì trong cái sự nghiệp là giáo viên, sự nghiệp trong người thì có lẽ là đấy là lần đầu tiên tôi được học sinh mời về để tri ân. Và đó cũng chính là cái niềm hạnh phúc trong cái nghề giáo của mình ạ.
Với tôi thì sở dĩ mà tôi muốn đến đây để nói đôi điều, bởi vì tôi gắn bó với trường Trung học cơ sở Thi Hoa rất ít. Năm 2002 thì tôi về đây và được thầy Trần Đức Hiếu, ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Thi Hoa cũ, giao cho chủ nhiệm lớp 9A là cái năm cuối cấp, và tôi được nghe các chị nói là lớp đó là lớp tròn. Tôi cũng biết là tròn như thế nào, hỏi là tròn trong một kẹo. Và cũng một điều đặc biệt đó là lớp đó là lớp tôi chủ nhiệm năm đầu tiên tôi ra trường, và cũng là lớp duy nhất, bởi vì ngày sau đó một các em ra trường thì tôi không được chủ nhiệm nữa, mà tôi chuyển sang là công tác đội. Đến năm 2006 thì tôi lại chuyển ra thành phố Hà Tĩnh cho đến bây giờ. Thì có thể nói rằng là với Trung học cơ sở Thi Hoa, tôi đã từng nói với một người bạn cũ của tôi, người bạn ấy bây giờ cũng là giáo viên của trường ta, đó là bạn Hương Lan, tức là bạn Lan ở nhà ở Thi Hoa đấy. Tôi nói với Hương Lan rằng là Trung học cơ sở Thi Hoa là mối tình đầu của tôi, và có lẽ là trong cái sự nghiệp của mình, trong cuộc đời của mình thì tôi không bao giờ quên cả, bởi vì ở đây đã cho tôi tất cả những cái, cho tôi rất nhiều những cái kinh nghiệm, cho tôi rất nhiều những cái kỷ niệm của những năm đầu tiên chập chững bước vào nghề, chập ráo cái trường, người thì vừa nhỏ vừa đen vừa xấu, và vào chủ nhiệm một cái lớp chín học sinh thì nói thật là to đúng cả đấy. Và hơn nữa là với một cái lớp gọi là lớp tròn trong một kẹp đầu tiên, mà cho đến bây giờ tôi ơn ban thật nhiều nhà trường Trung học cơ sở học Thi Hoa cũ, các thầy cô giáo, các anh các chị quý báu, đấu cùng với thầy Đức, những cái thành quả rất là tuyệt vời. Những năm đó chúng ta xây dựng chương chuẩn quốc gia, thì các thầy các cô cùng với các thế hệ học sinh đã rất là nỗ lực để mà có những cái thành quả, để rồi Trung học cơ sở Thi Hoa luôn luôn tồn tại và phát triển cho đến bây giờ. Con tim cô thầy, sao bao nhiêu năm tóc đã bạc phơ.
những chiếc giỏ xe chờ đầy hoa phượng. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trường phường vĩ em cầm là tuổi tôi 18, vừa chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả dân mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa đợt chơi mang đến lại mang. Những chiếc giỏ xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trường phường vĩ em cầm là tuổi tôi 18, vừa chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, các bạn có mặt trong buổi hôm nay. Hôm nay cho phép em và Minh Đức và anh Nguyệt xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thầy cô cùng toàn thể các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị thầy cô thân mến, thưa toàn thể các bạn, sau đây cho phép tôi xin được thay lời cho ban liên lạc của ban tổ chức xin được thông qua thì chương trình hội khóa năm học 99/2003 của trường Trung học Cơ sở Kỳ Hoa. Về cái thông qua chương trình buổi lễ, một tuyên bố khai mạc giới thiệu đại biểu, hai giới thiệu nội dung chương trình, ba giao lưu văn nghệ, bốn là đại diện hội khóa phát biểu, năm là đại diện nhà trường và các thầy cô phát biểu, sáu là giao lưu với các thầy cô giáo. Kính thưa quý vị thầy cô, thưa toàn thể các bạn, sau đây xin trân trọng kính mời ban Ánh Nguyệt, lớp 9A đại diện cho cựu học sinh khóa năm học 99/2003 của trường Trung học Cơ sở Kỳ Hoa cũng là trưởng ban tổ chức buổi lễ kỷ niệm 17 năm hội khóa lên khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời bạn. Cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh khóa 99/2003 trường Trung học Cơ sở Kỳ Hoa cũ, nay là trường cấp 1, cấp 2 Kỳ Hoa hôm nay. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hai chữ hãy yêu lấy thầy. Thời gian trôi không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với bao kỷ niệm đẹp. Thấm thoát đã 17 năm, có học sinh 1999/2003 ngày xưa
mới có dịp gặp lại đông đủ các thầy cô giáo kính yêu cùng các bạn học sinh thân thiết thương ngài. Lời đầu tiên thay mặt cho toàn thể gần 130 học sinh khóa 1999-2003, em xin gửi tới thầy giáo, cô giáo sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc nhất. Trong niềm vui hội ngộ này, chúng em xin chúc các thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn. Xin gửi tới tất cả các bạn khóa 1999-2003 trường trung học cơ sở Thị Hoa năm xưa lời chào kính trọng nhất. Bổ ích có nhiều ý nghĩa, chúc tình bạn hội khóa 1999-2003 chúng ta ngày càng bền chặt và gắn bó. Kính thưa thầy giáo, thưa các bạn, kể từ ngày khóa chúng ta chia tay các thầy cô giáo bạn bè rời xa mái trường, thân yêu hôm nay đã trải qua 17 năm và ngàn ấy thời gian, mỗi chúng ta bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời với bao suy nghĩ lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ và đáng quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường kỳ hoa thân yêu. Mỗi năm đến hè, khi những cánh phượng hồng rực cháy, những hình ảnh kỷ niệm áo trắng ngày xưa bất chợt dâng lên trong lòng ta một nỗi niềm bồi hồi xúc động, và cùng trong sự xúc cảm đó, chúng ta muốn trở lại mái trường thân yêu để một lần nữa gặp lại các thầy giáo, cô giáo và các bạn. Hôm nay chúng ta tổ chức buổi lễ chính thức 17 năm xa cách một cách trang trọng hơn, đầy đủ hơn để thỏa lòng những tâm tư tình cảm đó. Và hôm nay đó cũng là lý do và tôi xin khai mạc buổi lễ trường trường cấp 1, cấp 2 Kỳ Hoa, cô Nguyễn Công Anh, thầy Phạm Minh Tuân là hai hiệu phó của trường. Xin kính mời thầy Trần Đức Hiếu, nguyên là hiệu trưởng trường cấp 2 Kỳ Hoa cũ. Xin kính mời cô giáo Nguyễn Thị Thu, chủ nhiệm lớp 9B, cô giáo Đặng Thị Vân Anh, chủ nhiệm lớp 9A và cô giáo Trần Thị Mỹ cùng lên sân khấu để cắt bánh khai mạc hội lễ. Gọi tên với các bạn lên để cắt bánh khai mạc hội lễ. Một anh nhá. 1, 2, 3 nào. Lên nào. Rồi một ánh đen đã lên, một ánh đen còn nhập như các ánh này. Chuẩn bị rồi, các bạn một anh nào. Xin chào mọi người, cảm ơn quý vị thầy cô rất nhiều. Cô và thưa toàn thể bạn thân mến, qua tiếp theo chương trình và xin trân trọng kính bằng nỗi nhớ học trò áo trắng được các nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết. Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế, bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi. Bài hát đầu xin hát về trường cũ, một lớp học bâng khuâng màu xanh rù, sân trường đêm rủ xuống trái bàn đêm. Khi thầy biết bạn bùi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng. Và mở đầu cho chương trình văn nghệ hôm nay, xin kính mời quý vị thầy cô cùng toàn thể các bạn lắng nghe ca khúc Bụi Phấn do bạn Phạm Viết Hùng được xin thêm thể hiện. Xin trân trọng kính mời. Của tuổi học trò, xin bạn Việt Hùng và một xin thành cảm ơn hai. Những chuyện năm nào cứ xúc động, cứ xót xa biết mấy, mùa hoa mơ
rồi đến mùa hoa phượng cháy, trên trán thầy tóc chớ bạc thêm. Để tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo kính yêu, xin gửi tới các thầy cô giáo bài hát Gửi Về Niềm Thương Nhớ do bạn Thanh Huệ lớp 9B thể hiện. Em xin tặng thầy cô và các bạn bài hát Lời Khi Thân Với Dòng Sông Xa Với Bao Ước Mênh Mông. Khi đưa dòng sông em vào mây cánh rồng, họ dây nhà ai trong đó qua chưa em về anh có lời em tôi rơi thắm tươi sân trường, gợi lại cho ta nhớ thương ngày xưa. Kỷ niệm nào quên phút giây xa trường, nghẹn ngào mặn môi nói không nên lời. Thầy cô dạy cho biết bao nhiêu điều, hành trang để ta bước trên đường xa. Từng năm cứ mỗi cuối đông tháng 11, tranh lòng ta luôn nhớ tới trường xưa, bạn bè và thầy cô. Mãi mãi không quên, không quên, không quên nét chữ câu thơ đưa ta vào đời. Tiếng nói thân quen nghiêm trang của thầy giúp sức ta luôn vững tin từng ngày. Thuở ấy ngây thơ tuổi xuân học trò, muốn siết tay nhau bỗng nhiên ngập ngừng. Nước mắt long lanh phút xa rời trường, mãi mãi trong ta không thể quên. Phượng hồng còn rơi thắm tươi sân trường, gợi lại cho ta nhớ thương ngày xưa. Kỷ niệm nào quên phút giây xa trường, nghẹn ngào mặn môi nói không nên lời. Thầy cô dạy cho biết bao nhiêu điều, hành trang để ta bước trên đường xa. Từng năm cứ mỗi cuối đông tháng 11, tranh lòng ta luôn nhớ tới trường xưa, bạn bè và thầy cô.
mãi mãi không quên không quên không quên. Nét chữ câu thơ đưa ta vào đời, tiếng nói thân quen nghiêm trang của thầy giúp sức ta luôn vững tin từng ngày. Thuở ngây thơ tuổi xuân học trò, muốn siết tay nhau bỗng nhiên ngập ngừng. Nước mắt long lanh phút xa rời trường, mãi mãi trong ta không thể quên. Tiếng nói thân quen nghiêm trang của thầy giúp sức ta luôn vững tin từng ngày. Thu hai ngày thơ tuổi xuân học trò, muốn siết tay nhau bỗng nhiên ngập ngừng. Nước mắt long lanh phút xa rời trường, mãi mãi trong ta không thể quên. La 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 la. Hát mãi dù nhau tháng năm học trò, mãi mãi trong ta không thể quên, không thể quên, không thể quên, mãi không quên, mãi không quên. Trường xưa
một buổi chiều thu nắng cuối mùa. Thăm thầy cô giáo, thăm bạn cũ, thăm gốc phượng già trong nắng mưa. Xa cách bao năm giờ trở lại, trường xưa nay đã đổi thay nhiều. Hàng cây che bóng thời thơ dài, đứng đợi âm thầm giáng khăng khiu. Hôm nay sống lại chuỗi ngày thơ, cười nói hồn nhiên thua học trò. Những mái đầu xanh giờ nhuốm bạc, vui buồn ôn lại chuyện xa xưa. Trường ơi, tôi đã trở về đây, trường thân thương quá. Trong tôi vọng mãi tiếng cô thầy, trong tôi vọng mãi tiếng cô thầy. Dừng xây quê hương tương lai sáng ngời như.
gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ lại. Trong bao khát vọng đam mê cháy bỏng, sẽ còn mãi trong tim mọi người. Mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Trên hàng mi, trên bờ môi và trong